Mở đầu video mình thân chào ông bà, cô chú, anh chị em. Dạ, dạ, mưa. Dạ thưa chị hai. Mưa ướt hết trơn. Dạ. Hôm nay nắng quá trời, bây giờ mưa được mưa. Cái mưa mấy trận lớn quá lớn luôn. Mưa hoài luôn á. Anh nói dịch rồi hả? Rồi. Xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em nha. Bữa nay mình mua hai con vịt xiêm về mình nấu chao. Thì nấu chao này vịt xiêm thì nó ngon hơn con vịt vịt ta. Vịt xiêm vịt trắng. Con vịt xiêm nó ngon hơn con vịt hổng xiêm mà. Chao thì mình có mua hũ chao đỏ nè, chao trắng thì để mình chấm. Rồi có hành tỏi để ướp. Bên đây rau ăn kèm thì có mồng tơi nè, rau tía tô, rau muống. Rồi có củ khoai môn để nấu. Rồi nước dừa, dừa nãy mình để trong tủ lạnh á. Mình mua nước dừa gám á. Thì cái để trong tủ lạnh mua hôm qua rồi cho nên để trong tủ lạnh. Lát đem ra nấu. Ủa này là gì vậy? Bún, lát trộn bún ăn với bún này luôn đi. Bún gì? Mình ăn bún này luôn. Giờ mình đi làm vịt hay là cao đi, em đi làm vịt nha. Vịt nha. Có mộng tơi này nó có cái đỏ không ạ, như cọng không à. Trời ơi, nó nói là trời nắng không có nước tưới. Vậy hả, trời nắng không có nước tưới. Rồi sao? Bà bán mua lá không có hết trơn, có cái đỏ thôi à. Mà cái cọng, cọng lại nó già nữa. Phải nó non ăn được. Bà nói không ăn nước tưới nè. Dạ, vậy là bây giờ bắt đầu có mưa có lý à, lại hả cô sao? Có một cái này ngon. Rồi bó vậy mới ngon nè. Cái đi về tới khu chợ kia. Cái thấy để bán nó cục sáu rồi tóc hoặc mua. Mua nữa cái này là ở cầu cây chuối. Rồi bó nó mới ngon đó. Bọn này. Cái này vậy tỉnh Vĩnh Long. Ở tỉnh Cao vậy đó, còn cây chuối. Kiếm vòng vòng không thấy mẹ. Có bà này nè. Thành phố Vĩnh Long Cao vậy đó hả? Ừ. Cô sáu ngổi, cô sáu hai ngổi mình nha. Để cái gọt cây môn chiên. Em đi làm vịt. Ăn nhà có cái cọng này, ăn cọng này. Nó già quá cô. Dạ. Ướt đi. Cái này chắc lát tốt thì nó mới tốt dữ được sao? Nó là chuyên môn chọn bán. Cái này tốt hết sức. Ăn được cái tốt thì ăn. Ăn cái này không sao. Mua cái đẹp mới chịu, xấu đâu chịu. Chị hai nhớ bữa hổm cái cây chuối mà tư đem xuống nhỏ xíu á. Vậy mà bây giờ nó bự rồi, nó có được hai cây con nữa rồi. Sao ha, mà cây chuối nó mập dạ. Nữa chứ. Dạ. Đất nó tốt. Đất tốt nó nhanh thiệt chứ. Nó màu phát. Dạ. Mà chỗ đó phải có ai bán đất hay mua đất đổ vô nữa. Đâu bán em mua nè. Cái lá này ăn được là ngon, là ăn được nó thôi. Cái mùi gì nè, tía tô hả? À, giống hầu xích đúng không? Sao sao á mà nó lại nó nhắm nhám nữa ha. Dạ nó ăn ngoài không rủi à. Ăn không quen rồi, không rủi, không rủi gì nè, không quen không quen lại như nó hâu bù xích vậy. Dạ. Cũng vĩnh long cũng nhớ nhắc dài đường trong này giống muốn ngon không riêng thằng không ngon hả, trong này ngon hơn thành phố Vĩnh Long này. Nghe muốn cũng thấy không mắc thèm nữa nè. Hồi sáng ha, chỗ tao bán bánh đó, thấy bà nó bưng cho một xỉa bán có 5.000 bó luôn. Muốn vườn hay gì cũng 5.000 nè, muốn vườn nó còn ngon lắm. À, rồi hết hả? Dạ, càng nó mua 2 dạ. Bó của em nó muốn mà nó mới lên nhỏ quá. Cải xanh gì đâu. À, đúng rồi, có cải xanh đâu. Hai trái bầu bự á, nó đứt dây rớt xuống luôn rồi. Rớt xuống luôn hả? Dạ. Nặng quá chịu không nổi, dây nó khô quá nó mục. Dạ. Ở trồng rau găm đồ mưa về giờ nắng rồi nè. Dạ. Trời ơi, mấy cái cải xanh nó xè vậy đó hả? Dạ. Tốt hết sức tốt chưa? Dạ. Tốt chưa?
Dạ có một số tốt rồi đó má. Nè mé bên đây nè. Dạ dạ. Nó nằm ở mé bên đây nè chị hai. Nằm dưới gốc cây ớt nè. Dạ. Dạ. Nằm đây chơi ha. Ồ có trái cà kìa. Dạ. Tím mà nó không tím không ha. Dạ. Rồi vòng vòng hết được luôn đi chị ơi, chị mấy cây. Dạ. Mấy cây đu đủ rồi, tốt quá. Rồi là cách non quá kìa. Dạ. Cách non quá. Ủa trước chồng mấy cái líp hẹ đây đâu rồi nha, cách này bẻ luôn. Dạ vô chậu hết rồi chị. Vô chậu luôn hả? Dạ. Vô chậu mẹ nè. Dạ mấy cây lần đó má. Mà đợt này nó tốt. Chỗ đó mấy cây lần hả? Dạ mấy cây lần. Bắt đầu có cái tiếp tục chín đợt này nữa rồi nè. Tất chín rồi bóp nấu món gì nấu ớt nữa. Dạ. Giờ nắng nắng hổn nó dắt luôn á chị. Dạ. Cắt giánh bớt, cắt đọt, cho nó ra là khác. Dạ. Chỗ này da bị vàng lá nè, ta cắt nhánh ba cái tự cự qua cái cắt cho nó ra thịt khác. Dạ. Bỏ lá. Nó hết clip cải luôn rồi đó. Dạ. Táo trái nhiều chưa? Dạ, hiện tại đang có bông. Bông luôn. Bước này mà được rồi nè, để mưa tháng này mưa tôi quay mấy cái mướp rồi cắt xuống được rồi đó. Dạ dạ dạ, để con cắt vô. Dạ. Dạ. Mưa nó ướt rồi nó lên mọng cắt xuống rồi. Dạ. Mình để gần bếp á, treo gần bếp. Đây một dĩa cải xanh đây. Cái bà cao á, cái bụi ngon, cái môn cũng ngon. Dạ. Tỏi bằm với hành tím nha. Dạ. Như đây họ phi. Ngọt đường cái này mình ướp chỉ một tí nước mắm rồi bà cao nó mặn sẵn rồi. Thôi, cũng như thịt kho, kho hoặc thịt muối thôi cho nên ướp cái cao người ướp nhiều quá. Vừa bản nè. Lớp muối, nước ép bánh cho thơm rồi. Không biết cái ớt mặn cát kêu. Không có hỏi nhân vợ mày khó hả? Dạ. Cô Sáu chị á, vợ con về à, dạ, về bên bển làm anh em ăn khen quá. Ngon lắm, ngon, thịt muối béo. Dạ. Chấm trắng ăn cũng ngon. Nó mềm hoài, mày thôi quậy mềm hoài. Rồi giờ bắt nồi lên nữa làm cho nó săn. Nước
là 11 giờ rồi đó hả con? 11 mấy. 1 mấy. Bắt lên chiên chiên khoai môn. Sao nó giờ nó săn rồi, mình cho nước dừa vô. Cao mà. Ở cái đó cái cao thôi. Cái đậu nó cũng tím nữa. Nước dừa đông lên. Rồi, hôm nay cục lá với cho tan nghe chứ gì mày. Để ngồi nó tan nghe ha. Để vô luôn hả bà sao? Ừ. Để vô nó cũng mau mềm. Ừ, cái cao. Gân tím nè. Gân không là tím à. Ừ. Là cái này nó mới phải cao nè. Vậy hả mà? Phải cao là cái gân nè, cái gân nó tím tím nè. Ở đó đi với bà cậu. Rồi vậy khoai nè. Khoai môn nó khác này chút xíu à. Có nhớt ít cái tím. Ừ, nó nhớt tím. Ừ, nó nhớt. Nhớt. Cắt trắng tư à, nó đâu có tím tím như vậy. Cao mà. Dạ, dạ. Nó có gân ở trong nè, tím tím nè. Dạ. Nó phải cao. Đây 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 để rửa. Là củ khoai cao. Dạ. Còn mà ở trên cái đầu á, nó trắng á là khoai môn. Vậy ha. Dạ. Giờ cái đầu biết liền ha. Vậy ha. Môn mặn hơi nhớt á, không phải. Môn nó hơi nhớt nhớt. Dạ. Đó là Châu Đốc chiên da mua khoai chín này ăn với đường thuốc nước. Ăn nó thơm. Nó dẻo. Ờ, dạ. Đường thuốc nước ăn với khoai cao nấu này nè mày. Nước nảo mà khoai bự thì ngon nè, ngon. Ở ngoại người đó cũng khoái thích ăn cái đó đó. Ở đó trên trong đó tôi nấu cho cao này bán á. Hai giờ kia bán đồ á. Ừ. Bả vừa mua sọ heo á. Rồi hầm với khoai cao. Mình ơi đó là bả mua đầu heo là sọ đầu heo bả hầm với khoai cao. Khoai cao. Ăn béo ngon chứ. Bữa hổm mà mai mình biết ra không? Ôi bột lột chim giòn rồi đó. Để về mua khoai cao rồi nè. Thấy rẻ quá. Mua cái gọt cái sắt rộng sợ 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 á. Bột rồi nhồi vô quậy chiên chung vô chiên giòn. Ừ chiên giòn chung luôn hết trơn bột với tép còn với hào. À, hả? Con hào sữa á. Ừ còn hải chiên với tép. Dạ. Với sắt khoai cao nhiều trùng ăn sợ dạ. Chiên ngon mày. Dạ ngon. Giòn béo ngon rất vậy. Giòn béo chân ngon. Ừ. Nó tan hiểu mềm luôn. Ăn gì dịch kính rồi mình cũng để nước đá vô. Đó quá. Dạ. Gia đình Bắc Nam má ăn rau dữ lắm. Dạ. Sâu rau. À, ăn lẩu là rau vậy. Cá xịa đưa con. Thì nước kia mà. Cái cô sáu vớt con, xin hai bạc xéo xe. Dĩa này vớt hết không? Dĩa bự chút không mà được. Dĩa bự nó mấy. Vàng. Nhỏ quá. Nó chiên quá. Vậy ha. Vậy là chiên sơ sơ vậy được rồi ha con sao? Nó quá nó không rõ tay là nó không béo. Dạ. Con nhỏ này nó béo. Vậy là chiên mà nó vàng quá là nó bớt chất béo không? Nó đâu có mềm ra đâu. Dạ. Cái này khỏi cần chiên mà để vậy ra mình thả vô nó quá nóng. Nó quá thơm ra béo. Ta kéo. Béo mù ta kéo. Bây giờ mình luộc bún. Thấy nó cũng mềm mềm mà. Được rồi nè. Giờ mình tắt bếp cho bún ra luôn. Quá trời rau. Hồi sáng thấy sợ ít. Mua thêm. Ra một đống luôn. Về cắt thêm cải xanh ở nhà cho nên nó mới nhiều dữ vậy nè. Thấy cải xanh này nhớ bánh xèo ngộ ha. Mà thấy tí tô nhớ gì, nhớ thịt dê. Rồi thấy mùng tơi nhớ gì, nhớ canh hến. Hồi ơi. Chao mà mua chao cũ nó mới ngon. Mình lựa chao cũ thì thấy cái chao mà nó nổi lên trên mặt á, mặt nước á, nước ở dưới cái ở trên á là chao đó cũ rồi đó. Là chao đó ăn ngon. Chứ mà còn chao mà nó chìm dưới mà cái nước nó nằm trên là mới ăn nó hôi, nó hôi rũ, nó không béo. Ăn mấy mâm rau rồi hả?
Đi. Dạ nó mềm nó béo béo vậy hả? Nó mới thơm khoai. Ừ nó mới là thơm khoai chèn mép thôi vậy. Đã giờ tôi tính để vô nhiêu mình ăn nhiêu thôi. Đâu mà để vô vậy nó luôn trên đầu luôn. Cúp chào đỏ cho nó cái cục thịt nó đỏ. Để đâu có hành tây đâu hả? Ủa cái này rồi để hành tây hả? Hành tây cũng được chứ thơm thôi. Em có hành tây chứ. Nhưng mà để hay không? Chứ em có nha. Có hả? Có hết trơn à. Đó cũng để đủ chứ. Mở bếp thì cho hành tây lên. Rồi ngồi đi con sói. Chào luôn. Bữa nay. Chào thì nặng chút vô nữa em chưa có nặng. Em chanh cái nồi tắt chưa? Chấm ớt là dao, chấm ớt luôn rồi. Cái này gắp ra mấy cả nhà ăn gì à? Vịt nấu chao với gia đình mình nha. Rồi mời mời cả nhà ăn lẩu với gia đình thí nhân nha. Ăn đi cô Sáu ơi. Ăn đi. Rồi cô Sáu với má ăn đi. Ăn đi nhau vô. Gắp đi gắp gắp thịt rồi ra chén đi đó. Ăn cái gì gắp đi. Trời không bà gì đây. Có cái hồ câu nằm đâu không? Có hồ câu nằm đâu. Có hồ câu. Ăn hồ câu thôi không ăn thịt. Để cháu có không có nãy không có múc ở đây cứng không có để con vô nồi con múc. Nằm đấu nước nằm đâu à. Thôi nước ăn hỏi nước. Để con để dính dao đi. Cô múc đi, cô múc ra chén cô đi cho nó lưng bớt nặng dao mới được. Ở trên nhiều quá. Con kiếm hồ câu cho má này nó nè hình như nó nằm ở đây. Đây nè. Hồ câu nó nằm ở đâu? Nấu đại vậy sao nó cũng dần à. Dạ. Mày bún khô trụng hả? Cái nó bún gì đó? Bún. Bún nè. Bún nè cô sao? Dạ. 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 Ngon nè. Ngon lắm. Năm không ăn nước hả? Nó để cho chín chín đi. Chín rồi. Tơi nó lâu chín rồi. Nó cứng mùng tơi nó lâu chín. Tại nó muốn cải rồi. Để giờ muốn vô sao. Quán nó nấu nước chiều ngọt dữ à. Dừa mà có lúc đầu nó ngon. 50 là to đó. Quá. Quá nó nấu ăn ngon không? Ừ. Như là nào cũng ghét đó ăn.
nào giờ Cà Mau ghé đó ăn bún bèo, ăn tô bún là non không có nhiều á, làm tô là nhóc rồi. Ăn đi Nhân này. Dạ. Ăn lưng nóng mà. Dạ. Đi Sóc Trăng đi Bạc Liêu rồi ghé qua đó. Bớt kìa không ra. Gạo hút nước cũng ngon. Rồi, khoa vô ăn. Cái gì nè, ra. Bắt nó bật qua đó. Đánh bắt ra hả? Dạ, vậy hả? Dạ. Khoa vô ăn bùi bùi ngon. Thay cao nó thơm. Ừ. Mà cao thơm rồi chao cũng vô ra. Cái gian nó ăn thịt nó chao thôi. Mình thấy bình an toàn thơ mà cáo lên này nhả hết rồi hả? Bút phê tôm hùm nhiều lắm người đó. Hơi mắc tính mệnh. Hơi tầm hầm như mấy trăm. Không biết mấy trăm, bữa nó mấy trăm quân. Tầm hầm gì ở đây nghe tôi xanh không ăn. Ăn tầm hầm. Nói dài nó không thích ăn tầm hầm chứ. Ê. Thật ra con tầm hầm cũng phí tiền cũng chết vậy. Ôi cái tiền. Cái vỏ vậy cui cái đầu chà bát. Rồi cục thịt có chút xíu. Ê. Còn tôm mình ăn đây. Ăn thua tôm tích nữa. Tôm mình ở đây rửa gạch thối lội ngờ ngờ với mạng. Tôm tích nó trong cái mùi nó sang chứ ăn. Nghe nói sang chứ ăn lỗ. Nó như mình chắc cũng ăn. Cái đậu nó nặng, nặng cái đậu. Ừ. Mình không thiếu. Tôm tích mà gạch nó sao ngon. Ừ. Tôm tích á, gạch từ trên đầu xuống tới dưới đuôi. Ừ, nó đã cái mua gì rồi luộc ăn á. Lúc trước mình đi biển Ba Động thôi, đợt đó có hai không? Người ta kéo vô tinh tức nhảy tưng tưng luôn. Tim mồi, tim mồi. Cái nồi này á, nhìn vô đây thấy hấp dẫn, thấy phai là phai trước á. Tay ăn bùi bụi ngon, phai ngon. Dạ. Mưa ngã cái ớt luôn, ngã luôn. Trời ơi, cao quá rồi, sao mà được. Mà không ai ăn vô góc gì lắm mà. Nhờ mua mấy con góc, mua góc. Như thôi nằm liệt địa hết rồi. Mưa cái mất em ngã, qua anh Tư em kéo con cột rồi. Có hai trái. Bự mà bỏ chân rồi. Không đem nó lặn trái không bỏ. Không lặn biết lại đi không. Cái bự dưới cát lên cái nước cái nửa cái cuốn của cái cuốn lại. Trời ơi. Nó kéo hết. Con nó kéo hết. Ông hái hay quá, ông tét nó hết nửa cái cuốn rồi. Ăn đi. 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 Thôi gan mềm mà cô ăn đi. Cô nào giờ gan nó thấp. Cũng mời thì ăn được. Con dịch cái bà cô câu. Tôi cái rồi giờ hết con dịch rồi. Chứ con không ăn. Không ăn. Má má rồi không tốt. Ừ. Chứ không má ăn cái rồi, cái ăn đi. Vậy nè, cái mặn. Ăn đi. Cái gì? Cái phô câu á, bình thường nhà con cũng muốn ăn nữa. Ừ. Cái đầu, cái phô câu cũng ăn. Vậy không? Cắt ra rồi bày chia ăn đi. Ở đó mua dịch đồ ăn á, phô câu rồi anh hai này có anh hai mẹ ăn. Cái thằng cỏ rồi nó thích cái đó. Bây giờ mua là cắt lại hết, cắt không lại hết. Không ăn không? Ừ, đâu ai ăn đâu rồi đấy. Ừ. Bớt hả? Bớt hay sao? Ừ, bớt.
cốt. Cốt. Mẹ có chán à? Giải cảm luôn. Con mèo này nó ngoài rồi. Nãy cho nó miếng xương, có cho nó chưa? Miếng thịt gì đó. Để rồi mà. Nó chưa ăn. Nói thì nóng quá. Béo béo không? Béo. Béo không béo thôi con. Ừ. Phải cao mà. Nấu lẩu rồi phải cao không nhất. Bạn quyết không mà không? Quyết mềm. Con sao vậy tính ra cái này này á, cái tài này nó đắt hả? Ừ. Phải ngon. Dạ. Này bự dữ mày. Con cắt miếng bự bự thì không cắt nữa. Ăn đi con sáu, để đi. Cắt miếng bự quá. Ừ. Ăn miếng cá miếng. Cái này mềm rồi ha. Ừ. Cái nó nhiều gà cái. Cái nhựa nó thơm. Béo. Ừ. Video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Nếu xem video thấy vui hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.